Con chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm trước thì con gặp được cái người mẹ của cô gái rồi. Thì nói chung ra thì con thấy người mẹ thì cũng rất là biết chuyện rồi nha, cũng nói chuyện cũng... Nói chung thì... Không lẽ là bà hiểu được là nam, nữ là âm dương là không có thể đến gần nhau được. Đó. Thì cô nó là cũng do là lúc trước là cổ là thương con gái cho nên là lúc nào cũng gần gũi con gái chứ. Thì cái người âm mà đến gần người dương lâu ngày nó sẽ sanh ra những cái là khiến cho người dương đó, ốm yếu bệnh hoạn rồi từ từ là cũng không có sức đề kháng để mà chịu nổi những cái cơn bệnh bình thường. Rồi xảy ra là cái cô gái này cũng đi luôn. Thì cô cái người mẹ thì ăn hẳn đó nha, có nghĩa là ăn hẳn rồi mới... Khi mà người con mắc thì cứ theo người con, lo cho người con vậy. Đến cái lúc mà biết được là cái cô gái thì con cổ là kiểu như là muốn cái gì là cái duyên với lại là cổ không hiểu được á. Cho nên là cổ cứ nghĩ là duyên nam nữ chứ phải là cái duyên để gặp mặt, để giao tiếp hoặc là cái duyên có thể là giúp đỡ họ. Họ không hiểu được vậy. Cái duyên nói chung ra nó cũng có nhiều duyên lắm nha. Thì cái duyên bạn bè, duyên anh em, duyên đồng nghiệp đó. Thì cái duyên người lạ sau này gặp mặt nhau cũng như là có thể là có cái duyên là người ở một nơi rất là xa, chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, nhưng mà kết nối qua Zalo, điện thoại hoặc là mạng xã hội gì đó tự nhiên biết nhau, đó cũng là một cái duyên. Bây giờ con cúng hay cả nhà? Cúng thì con ngồi đây, con hy vọng là bữa nay hai mẹ con dẫn nhau đến đây luôn. Thì hôm nay tôi có bài cái mâm cúng nè, cúng cho vong linh. Thì hy vọng là hai mẹ con sẽ cùng nhau đến đây. Một là có thể là hiểu rõ hơn để mà có cách tu niệm để thoát cái kiếp là vong linh. Và cũng rất hy vọng là sẽ được hiểu hơn về vong linh người mẹ và người con. Lúc sống như thế nào, có quẩn khúc gì chưa giải quyết được thì cũng có thể là cho tôi biết, và mai là tôi cũng có thể là giúp được cho vong linh có thể là sáng tỏ qua ra và có thể là giải thoát được, thoát khỏi cái nỗi đau hoặc là những cái gì đó khúc mắc chưa giải quyết được.
Đà Phật. Ủa vậy kỹ có con cô đến đây hả? Sao cô không dẫn con gái cô đến luôn? Tại sao? Thì giờ cô ơi, con nói với cô vậy nè, vong linh thì nào cũng vậy chứ, cô thương con cô thì cho nên là cô quan tâm, cô lo cho con cô, cái chuyện đó là đúng. Nhưng mà khi mất rồi á thì cô không ai có trách nhiệm với ai cả đó. Tại vì ở đây cô chưa siêu thoát, hoặc là cô chưa có phải đi là xuống để địa ngục để mà đền tội hoặc là hưởng phước, cái điều đó là cô chưa có xuống đó được. Cho nên thì ở đây cô cứ nghĩ là giống như người bình thường sống sao rồi chết vậy. Cái này không phải đó. Khi mà cô đến chịu nghiệp thì phước của ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả thôi. Bây giờ con nói cô vậy nè, nếu như cô gái đó, con của cô khuyên không được thì cô đến đây được với con á, thì cô cũng nên niệm Phật với con đó. Chừng nào mà cô về cô khuyên được con gái cô rồi hai người cùng đến đây á thì rất là tốt đó. Con là chỉ là mục đích của con, môn nào cũng vậy, dù ác hay dữ, dù hiền hay là như thế nào đó, con chỉ là muốn khuyên cho vong linh niệm Phật, khuyên vong linh buông bỏ tất cả cái hận thù, cái luyến ái để mà xả hết quá thành không, mà chí tâm vào niệm Phật để mà được giải thoát. Lúc trước thì con có là khai thị cho cô gái rồi, nhưng mà con chưa khai thị cho cô đó, con chưa cho cô biết. Vì ở chốn ta bà này á, mình khi đã mà là một con người á thì đã khổ rồi đó. Từ lúc sinh ra mà tới khi mất luôn á thì không có lúc nào mà sung sướng cả. Con thì con không có nói từ kể từ giai đoạn đó. Nhưng mà con chỉ nói cho cô biết như vậy, thầy kể cái từng giai đoạn rất là lâu, rất là dài cho cô hiểu, thì con ngắn gọn thôi. Rồi sau này gặp con nữa, cô có nào không hiểu thì cô cứ nói cho con, thì con biết cái nào thì con trả lời cái nấy cho cô nghe để cô hiểu đó. Thì con mong cô á nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì hiện tại bây giờ mình chỉ có niệm Phật mới nhanh thôi. Vong linh thì chỉ niệm Phật thôi, nhưng mà nếu như vô chùa tu thì cũng sẽ đạt, nhưng mà cái thời gian nó rất là lâu. Đó. Con này niệm Phật là trong vòng 10 niệm, nếu như cô nhất niệm cô không có bị suy nghĩ lung tung, chỉ là nhớ niệm và nhớ cầu sanh. Mỗi một câu niệm của cô tha thiết muốn sanh về nơi đất Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Sau khi 10 niệm nhất tâm thì cô sẽ được phóng, cô sẽ được là đức Phật A Di Đà phóng hào quang xuống. Thì có một cái tòa sen sẽ rước cô đi về nơi ao sen báo. Thì trong sách vở có để là ao sen báo Tây Phương đua nở, đợi chúng sanh niệm Phật nhất tâm. Thì hễ ai niệm Phật nhất tâm mà không vấn loạn thì cái linh hồn người đó sẽ được rước về ao sen báo, sẽ thành một cái hoa sen. Nó rồi từ từ sẽ nở ra và một cái linh hồn tượng ra một cái linh hồn mới, là lúc đó là linh hồn đó là của cô á, cái thần thức là của cô sẽ rất là sạch sẽ trong trẻo. Nó sẽ không còn một chút bụi trần nào hết, mà lắng nghe ở đó mà học tập, nghe lời thuyết giảng của các vị Bồ Tát ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Rồi từ từ mình tiến hóa mình thành Bồ Tát, rồi sau mình tu giỏi, mình thông đạo, mình hiểu nhiều thì mình sẽ thành Phật. Ủa? Còn cái này là sao? A Di Đà Phật.
là cô gái hả? Cô hả chứ không phải mẹ cô hả? Hồi nãy giờ là cô chứ không phải mẹ cô hả? Là sao? Vậy là cô giả dạng ra mẹ của cô để nói chuyện với tôi đúng không? Rồi như vậy là mẹ cô đâu? Tại sao mà mẹ cô không đến đây mà cùng với cô mà cô đến một mình? Thì hôm trước tôi có nói chuyện với mẹ cô rồi. Tại sao cô lại giả ra mẹ cô? Cô ghẹo tôi hả? Không nên, mình không nên làm như vậy. Đó, mình làm như vậy là khiến cho người ta cảm thấy là bị kiểu như là không được vui á. Cũng như là mình bị lừa, bị gạt á. Ủa? Còn cái này là ai? Sao họ người mẹ, họ cô gái gì, tôi hỏi thật nha. Cái này là ai? Một trong hai người. Mẹ cũng là vong linh này mà cô gái cũng là vong linh này là sao? Cô là người mẹ hay là cô gái? Tôi thiệt tình là tôi rất là rối luôn rồi đó. Tôi nói cô nghe nè, cô có mẹ không? Cô có một mình, không có mẹ. Rồi bữa trước đó ai nói chuyện với tôi? Cũng là cô. Tại sao cô làm vậy? Sao cô lại chọc ghẹo gì ngộ hả? Cái điều này tôi rất là không không cảm thấy là hơi hơi bị rối rối á. Nếu như cô thì cô cứ ở đây niệm Phật với tôi, rồi phải chi là có mẹ thì tôi cũng rất là mong là được giúp được luôn có mẹ cô, mà bây giờ thì mình ơn cô à. Mà cô lại giả hết mẹ rồi tới lại con, rồi tự xưng mình là mẹ rồi tự xưng lại là con. Vậy là vong linh là mẹ hay con là như thế nào? Không được. Tôi muốn biết là mẹ hay con. Hai mẹ con là có hai mẹ con hay không, hay là chỉ là một mình? Hồi nãy mới nói là không có mẹ, có ơn, bây giờ là có mẹ. Rồi bây giờ sao? Hai mẹ con hay là một mình? Rồi mẹ đâu? Hồi bị rối à nghe. Cô làm tôi rối quá. Vậy là cô một mình hay là cô có hai mẹ con? Là cô giả ra người mẹ, là thật sự là không có vong linh người mẹ ở đây, là chỉ có mình anh cô giả ra. Đúng như vậy thì tôi để đâu tôi muốn biết. Sao tôi biết đường lỡ như gặp tôi chứ, ý là mà muốn tôi bị rối với cái vụ này quá ta. Là sao? Con mẹ hay con? Một mình hay là hai người? Vì một mình cũng là em mà hai người cũng là em, ngộ vậy? Ủa vậy là sao? Không hiểu, thiệt tình là không hiểu. Rồi cô đi đâu? Cô nói chưa xong mà.
Giờ cả nhà con cũng không biết làm sao con nói luôn, thiệt tình là một hay là hai hay là như thế nào con cũng không hiểu nữa, con bị rối là nói như cái bông linh này bị gì á ta. Con thì con cảm thấy con cảm giác là con hơi bị rối 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 chỗ này. Lúc đầu thì cổ nói là cổ mà giả ra mẹ cổ để chọc, rồi sau này thì nói là cổ không có mẹ, rồi quay ngang lại hỏi lại nữa thì nói là cổ có mẹ, mình cứ lòng vòng không có mẹ rồi có mẹ, rồi bây giờ là tự nhiên cái đùng bỏ đi luôn đó. Con hỏi hơi nhiều á, con hỏi kiểu như dập dập người ta quá, người ta chịu không nói tao đi cái gì này không hiểu. Một mình cổ hay là hai mẹ con? Theo cả nhà nghĩ cái một mình hay là hai người? Thôi giờ con rối quá cả nhà ơi, con xem lại để con nghiên cứu lại coi là một hay là hai. Giờ con xin dừng video ha, con hẹn cả nhà clip vào ngày mai nha, bye bye nha cả nhà.